Thưa quý vị, ngày nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 tới đây thì cán bộ công nhân viên chức sẽ được nghỉ tới 5 ngày, bắt đầu từ thứ Tư cho đến hết Chủ nhật. Và hẳn là sẽ có rất nhiều người dùng khoảng thời gian này để có những chuyến du lịch trải nghiệm cùng với bạn bè và gia đình. Ở thời điểm này thì sẽ rất khó để đặt tour du lịch hay là đặt vé, bởi năm nay theo chủ trương kích cầu của ngành du lịch thì các vé bán ra đều rẻ hơn nên lượng cầu thì vượt quá so với cung. Quý vị vẫn có thể lựa chọn cho mình kế hoạch những chuyến đi du lịch bổ ích bằng cách là tự thiết kế. Du lịch kiểu này thường được gọi là đi phượt và đừng nghĩ đó là kiểu du lịch hành xác chỉ hợp với những người trẻ. Và trong câu chuyện buổi sáng ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ mời quý vị trò chuyện với một nhân vật rất đặc biệt để chia sẻ những kinh nghiệm để có một kỳ nghỉ thú vị. Và nhân vật này thì cũng sẽ làm thay đổi suy nghĩ của nhiều người về du lịch trải nghiệm. Một cụ ông đã vào tuổi thấp thập cổ Lai Hy. Ninh niềm này không còn xa lạ gì với những người ở những chuyến đi du lịch mạo hiểm, còn gọi là phượt. Sau mỗi chuyến đi, lãng tử Phương Sơn lại update những hình ảnh về chuyến đi lên trang cá nhân của mình. Ông được hàng ngàn người hâm mộ về tình yêu đối với các cung đường trên. Vâng, thưa lãng tử Phương Sơn, xem những ảnh vừa rồi thì tôi tự hỏi là điều gì ở những chuyến đi đầy mạo hiểm, thậm chí là có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, lại có thể hấp dẫn ông đến như vậy? Tình thật ấy, là cái sự đam mê. Bởi vì tôi làm nghề y, làm đông y, là cái nghiệp, nghề là nghề dạy võ. Và cái đam mê của tôi là quay phim và chụp ảnh. Thì tôi đến đầu tiên là tôi đi phượt một mình. Ví dụ tôi mua cái xe bánh quay lớn, tôi đi Quảng Ninh rồi Thái Bình rồi đi vào miền Trung thì thỉnh thoảng cho vợ đi. Vì gần đây thì tôi tham gia với cái hội xe xã hội chủ nghĩa 2-3 năm nay thì tôi đi theo xã hội chủ nghĩa thì đi vượt, và mình đi như thế là quay phim và chụp ảnh. Tôi về tôi làm những cái thước phim, cũng mày mò làm những thước phim hoặc là chụp những cái ảnh mà tôi đưa lên phay lúc này để xem đấy. Thì trên cái tinh thần là như vậy. Thì cái đam mê của tôi là nếu mà mình chụp ảnh mà đi quay mà đi chụp mà ở quanh quanh Hồ Tây hoặc Hồ Hoàng Kiếm hoặc là chung quanh đấy thì nó cũng mang tính chất là gà què ăn quạnh cối xay thôi. Nhưng mà lên những cái vùng cao, những vùng nơi hẻo lánh thì cái ảnh của mình nó khác đi. Và nó trải nghiệm một cái cả một không gian. Và trong không gian đấy mình bé nhỏ hẳn. Đấy là cái ý thích và cái ham mê. Vâng, khi mà nghe kể về những cái chuyến du lịch đi phượt như vậy thì có thể là rất nhiều người sẽ cảm thấy hào hứng, nhưng mà sau đó thì lại phải lắc đầu là không đi được, mệt lắm. Liệu tôi thường nghĩ rằng là phượt thì chỉ hợp với những người trẻ. Và liệu rằng là trong một chuyến du lịch phượt như vậy thì phải chăng sức khỏe là yếu tố hàng đầu, thưa ông? Vâng, đúng. Tất cả cái gì không có sức khỏe thì không làm được cái gì cả. Kể cả cái sự ham mê nhỏ nhất là cầm cái máy đi chụp ảnh. Nếu anh không có sức khỏe không làm được. Cho nên cái sức khỏe là quan trọng. Nhưng cái sức khỏe nằm ở đâu? Nằm ở cái chế độ ăn uống và chỗ luyện tập. Ăn uống làm sao cho nó hợp tình hợp lý, và luyện tập sao nó hợp tình hợp lý. Bởi vì ai cũng nói là luyện tập, nhưng ví dụ như là cơ thể ai cũng vậy. Có nhiều người là cơ thể nó nhân vô tập toàn, tức là bị cái chứng này, bị cái chứng khác. Nhưng luyện tập làm sao theo cái chứng đó. Hoặc là chế độ ăn cũng thế. Ví dụ tôi bị đại tràng hoặc là tôi bị kém thận chẳng hạn, thì cái chế độ ăn làm sao cho nó hợp với cái bệnh đấy là một điều quan trọng. Cho nên bệnh từ miệng đi vào, họa từ miệng đi ra. Do ăn mà mang bệnh, nói mang họa. Cho nên cái dè dặt về cái chuyện đấy phải giữ. Thì cái luyện tập là quan trọng lắm. Có ba cái yêu cầu. Thứ nhất là chế độ ăn uống. Cái thứ hai nữa là luyện tập. Và cái điều thứ ba nữa, đây là một điều then chốt nhất, là gì? Là
là cái luyện tập theo cái mức độ, theo cái sức khỏe của mình. Chứ không phải là bây giờ luyện tập thì nhiều lắm, rất nhiều phương pháp luyện tập, nhưng mà liền chọn cho mình một cái mà hợp với sức khỏe, bền, lâu. Đây là điều quan trọng. Vâng, như vậy là kể cả những người mà đã có tuổi một chút rồi nhưng mà nếu muốn đi những chuyến du lịch phượt như thế này thì cũng có thể thực hiện được nếu như mà có một chế độ ăn uống tập luyện khoa học, đúng không ạ? Chính xác. À, vâng, rất nhiều người băn khoăn là trong một chuyến du lịch mạo hiểm thì ngoài một chiếc xe máy phân khối lớn, à, bên cạnh đó thì có những cái dụng cụ khác như là máy ảnh, máy quay hay là điện thoại, thì để đáp ứng cho cái yếu tố đó là mạo hiểm của chuyến du lịch thì còn cần phải mang theo những cái đồ dùng gì nữa? Ngoài cái những bộ quần áo ra thì là vì an toàn, ví dụ là gắn tay hoặc bảo là hộ, bảo hộ là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai, đây cũng điều quan trọng nhất, là mang theo cơ thuốc để ví dụ tránh hiện tượng bị cảm mạo là một, và nhất là cái chỗ đi ngoài, tức là nếu mà anh đi ngoài thì không thấy đi đâu được cả đấy, cho nên là mang theo cái thuốc, những cái thuốc cơ thuốc đấy để là giữ thân, nhưng mà không phải dựa vào thuốc mà dựa vào chế độ ăn uống và luyện tập của mình. Mà trước khi đi anh tạo cho mình, anh cho mình một cái tạo cho mình, tức là luyện đầu tiên anh, nếu những người già mà muốn đi tập cũng được thôi, tức là đầu tiên anh chạy ví dụ đây Hải Phòng, xuống ga, ngồi ở ga Hải Phòng uống cốc trà, uống cà phê, xác định rằng có quay về Hà Nội hay không, đi cái xe phân khối lớn như thế quay về được Hà Nội, nếu mệt cho xe lên ga tàu về Hà Nội, còn nếu mà khỏe tiếp tục đi về, để chiêm nghiệm cho mình một cái gì mình tự cho mình luyện nay tí mai tí, này tí mai tí, cái tính kiên trì trong luyện tập cũng rất quan trọng. Và cái nghệ thuật của nó là xử lý trên mặt đường, cái nghệ thuật đi này ngoài ra cái không gian, cái thiên nhiên, cái cảnh đẹp đấy, nhưng còn cái nghệ thuật nữa là xử lý trên mặt đường, tức là nó hay, tức là có nhiều cái mà nó làm cho mình nhanh là một, thứ hai nữa là quyết đoán để cho nó thuận lợi. Vâng, đó là việc bên cạnh việc mang những cái trang bị cần thiết thì còn phải trang bị cho chính mình nữa, đúng không ạ? Vâng, đấy đó là về tinh thần cũng như là về cả sức khỏe. Vâng. Trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 này thì ông có lời khuyên nào về việc chọn địa điểm cho những ai thích kiểu hình du lịch này? À, có vấn đề thế này. Nếu mà ai mà thích đi trong 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 này, tức là tất cả các ngày lễ, thì mình hôm nay ví dụ đợt này mình nghỉ được 5 ngày, thì điều đầu tiên ấy là chọn cho mình cái nơi đến. Cái nơi đến nó có hợp với mình hay không? Điều thứ hai là cung đường bao nhiêu cây số. Và các cái tổ chức nên đi thành đoàn, thành nhóm, thành tổ. Ví dụ là bây giờ hội xe, bây giờ nó thành lập rất nhiều hội xe Chú Nghĩa này, hội xe Hốc này, rồi hội xe của Uyên, rồi là Vét Ba, rồi đó, tức là thành nó cầu riêng. Những hội riêng, những hội đấy thì nên là tổ chức theo như thế như ngày xưa. Ngày xưa người ta tổ chức ví dụ như là đi cắm trại, hoặc là đi thì có cái trường hợp có cái gọi là xoái xanh, cái chương trình xoái xanh đấy, thì nó dẫn đi thì cắm trại ở đâu làm như thế là cố hành như thế. Thì trong cái tổ chức đấy là gì, phải có ví dụ là tổ chức đấy phải có một số người thợ giỏi đi sửa xe đây, một theo một y tá, hoặc là theo một người biết quản lý về kinh tế đấy, thì đặt trước có tiền trạm trước để khỏi đi đến khỏi về lạc lõng, cho nên đấy là cái điều quan trọng nhất đấy. Và nếu là muốn đi như thế thì là đây còn vấn đề, đây là điều quan trọng nhất, là không nên đi xe ga, bởi vì côn ga số là một trong những điều kiện mà làm cho con người ta xe cuốn tay ấy, thì lên số nào dốc xuống phải số đấy, đây là nguyên tắc của nó rồi. Thế còn nếu mà cái xe số xe ga không thôi, xe ga không thôi thì xuống thì rất nguy hiểm, tức là nó chỉ xuống nó buông lỏng rồi, và nó chỉ có cái phanh thôi. Thì phanh như thế rất nguy hiểm, cho nên không nên và cấm tuyệt đối đi đèo dốc Cao Bằng, Bắc Lạng, Lạng Sơn, Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên đấy, thì không nên đi xe số mà phải đi xe phân khối lớn nhưng khôn tay thì tốt hơn. Và trước khi đi là phải có cái tổ chức như thế,
thì mình có tổ chức như thế thì ở trong nhà thì không sao, nhưng khi ra ngoài thì cái sự đoàn kết rất lớn, và tự cho mình xác định mình và cái danh dự con người và xác định cho mình là cái điều quan trọng. Cho nên nó có nên thì vượt qua được cái vì con người nó lọt thỏm vào trong thiên nhiên đấy mà, cho nên ra ngoài mà không có cái sự đoàn kết đấy thì không có cái sức mạnh. Vâng. Như vậy là những cái lời khuyên cho việc lựa chọn địa điểm đó là phải một địa điểm mà thích hợp với cái khả năng đi của mình, sức khỏe của mình, cách và cả những cái tổ chức của mình nữa đúng không ạ? Ví dụ như là đối với những người mà mới đi phượt thì ông có lời khuyên nào cho những người mới đi phượt, một số địa điểm nào hấp dẫn ở gần Hà Nội một chút để mọi người có thể tham gia ngay trong dịp 30/4/1 này? Ở gần Hà Nội thì nếu mà đi phượt mà mang tính chất là phượt ấy, thì Hà Nội không có, gần Hà Nội không có, mà phải đi xa. Chứ còn ví dụ gần Hà Nội và thì gần nhất là những đâu ạ? Ví dụ gần Hà Nội thì bây giờ mình lên Điện Biên. Đấy thì là đấy là phượt 30/4/1 này đi lên 60 năm Điện Biên. Đấy còn không thì lại đi xuống nước nóng của Hà Tây. Đấy, hoặc không đi lên Mai Châu, Mộc Châu. Đấy là nơi gần. Nhưng mà nếu là đi phượt thì anh phải đi cái cung đường này là công viên đá Đồng Văn và lên đến cột cờ Lũng Cú, thì anh thấy cái đấy là cái đầu tiên ấy. Thì còn các cung đường khác ấy, thì mình đi sau, nhưng nên đi đầu tiên là nên đi cái đường đấy, bởi vì nó làm cho mình có đẹp là một này. Tức là tôi nói với nhau là có một buổi chiều mà khi hoàng hôn nó xuống rồi mà công viên đá mà hoa, và đi theo cái mùa ví dụ như cái mùa hoa hoặc là mùa lúa chín thì những cái ruộng bậc thang, thấy không, nó làm cho anh mê rồi. Anh cầm máy đi thì coi như là quên sầu đấy. Cho nên là nên đi vào những cái đấy trước rồi là tính sau, tức là mình cung đường nào mình cũng đi, chứ còn không có địa điểm nào đẹp, không có địa điểm nào là hơn địa điểm nào cả. Nhưng có cái là mỗi một nơi thì nó có riêng một cái, nó riêng một cái là cái lý thú riêng một cái. Tôi ví dụ như là lên tuyết ở Sapa đấy, thì là nó khác mà mùa tuyết đấy, hoặc là đi lên Lạng Sơn, Mẫu Sơn thì là cái sương mù, ví dụ thế nha ạ. Vâng. Rất cảm ơn Lãng Tử Phương Sơn về những chia sẻ vừa rồi, và hy vọng là những kinh nghiệm của ông sẽ giúp cho nhiều người có thể hiểu hơn về ý nghĩa cũng như là của cái công việc là đi và khám phá này, không chỉ mang lại tri thức mà đó cũng là một cách để rèn luyện sức khỏe rất là tốt. Và những lời khuyên của ông Phương Sơn thì mong rằng sẽ giúp cho nhiều người có những lựa chọn sáng suốt trong một chuyến du lịch thú vị mà vẫn an toàn trong dịp nghỉ lễ 30/4/1/5. Và một lần nữa xin cảm ơn Lãng Tử Phương Sơn vì đã tham gia cuộc trò chuyện của chúng tôi ngày hôm nay. Vâng.